Thưa quý vị và các bạn, theo như bản đồ quy hoạch khu vực này được quy hoạch là khu vực trường học để phục vụ cho khu đô thị Cầu Biêu. Tuy nhiên thì theo phản ánh của người dân khoảng một chục năm nay thì khu vực này đã mọc lên các khu nhà xưởng để cho thuê và đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân nơi đây. Các tài liệu về khu nhà kho nhà xưởng này cho thấy năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội đã có văn bản cho phép chủ đầu tư là dự án khu đô thị Cầu Biêu là công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị Hà Nội được phép xây dựng công trình tạm phục vụ thi công trên diện tích là 27.000m2 thuộc đất quy hoạch nhà ở hỗn hợp và trên 5.000m2 thuộc quy hoạch đất trường học. Trong các công văn này cũng đã ghi rất rõ doanh nghiệp được sử dụng với mục đích là để chứa vật liệu đồ dùng phục vụ thi công. Nhưng thực tế thì từ đó đến nay, khu nhà tạm chứa đồ thi công này lại được chia nhỏ làm kho chứa hàng cho các doanh nghiệp đủ mọi ngành nghề thuê như thế này. Phương tiện tải trọng lớn đi vào khu đô thị này gây nguy hiểm cho trẻ em rồi người già. Ngoài ra là trong kho xưởng không biết có rất nhiều loại hàng hóa thì đó có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy hay không, có phải hàng cấm hay không? Nói chung chúng tôi vào đây đấy, theo cái bản sơ đồ thiết kế đấy, thì người ta nói là hai bên, đây và bên kia là xây trường học, thì chúng tôi cũng hy vọng. Thế nhưng đến bây giờ coi như là cái hy vọng đấy nó xa vời quá. Đại diện ban quản lý dự án khu đô thị Cầu Biêu cho biết, trong quá trình đợi thủ tục đầu tư trường học, đã rào chắn để tránh lấn chiếm. Hiện dự án trường học đã được phê duyệt chi tiết 1/500, và đang hoàn thiện các thủ tục để xây dựng trên lô đất quy hoạch trường học trong thời gian tới. Thực ra thì cái nhà nán trại trước đây vì tập kết máy móc thiết bị thì có rất nhiều các đơn vị cung cấp cho máy thiết bị vật tư vào cái thi công các cái công trình ở dự án. Thế thì cái việc này thì đã chủ tư đã có thông báo dừng tất cả những cái việc đấy và thu dọn để phục vụ cái đầu tư xây dựng các hồ trường học. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Liệt xác nhận đúng là khu vực nhà tạm trong dự án có cho thuê kho bãi. Cơ quan này đã yêu cầu chủ đầu tư xuất trình các văn bản liên quan tới hoạt động này có được các cơ quan chức năng cho phép hay không, nhưng đến giờ thì chủ đầu tư vẫn chưa cung cấp. Về quy định thì cái việc mà cho thuê nhà xưởng mà khi chưa được thực hiện các cái dự án là sử dụng không đúng mục đích, chúng tôi sẽ có cái xử lý về cái vấn đề yêu cầu là cung cấp hồ sơ, mà không nếu như mà không đảm bảo đúng theo quy định pháp luật thì chúng tôi sẽ đình chỉ. Không chỉ cho thuê kho bãi, một số khu đất quy hoạch trường học cũng đã được quây tôn để trông giữ xe. Sự việc này đã diễn ra nhiều năm nhưng vẫn không được xử lý dứt điểm.